Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 4, làm tròn và ước lượng. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 48 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với một cái bài toán mở đầu nè. Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 mét. Đấy, ta chú ý này, cái bồn hoa đây này, nó dạng hình gì? Hình tròn nè. Bán kính tức là gì? Một nửa của đường kính, đúng không nào? Cái này chúng ta đã học ở lớp mấy? Lớp 5 rồi, nó được ký hiệu là gì? R, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cái này bằng mấy? 0,8 gì? Mét nè. Vậy người ta hỏi diện tích của bồn hoa này khoảng là bao nhiêu mét vuông? Đấy. Vậy thì các em học ở đâu? Lớp 5 chúng ta đã biết tính diện tích của hình tròn thì sẽ bằng cái gì nhỉ? Bán kính nè nhân với bán kính nhân cho 3,14, đúng không? Hay là gì? R nhân R, bây giờ mình sẽ biết nó bằng R gì? R mũ 2 nhân cho mấy? 3,14. Như vậy các em chỉ việc thay cái gì vào đây? Thay đây là 0, gì? 0,8 nhân 3,14 là ra, đúng không? Đó, và tí nữa mình sẽ gặp lại cái bài này trong phần bài học nhé. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất, đó là làm tròn số. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu này, số làm tròn là gì? Rồi, cùng vào với cái bài tập số 1 này. Hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2020 của gia đình cô Hạnh là 574.800 đồng. 5 này, 74.880 đồng. Đấy, chú ý nha. Rồi, trong thực tế thì cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền là 575. Đấy, tức là cô đã trả là 575.000 đồng. Đó, vậy thì hỏi này, tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác này? Đấy, vậy thì rõ ràng các em thấy này, trong thực tế cái tiền của mình á, tiền Việt Nam bây giờ đã, tiền đang là lưu thông á, thì chúng ta thấy này, cái mệnh giá thấp nhất là bao nhiêu nhỉ? Mệnh giá thấp nhất bây giờ các em thấy, chưa phải là 1.000 đâu nhá. Mệnh giá thấp nhất là bao nhiêu? 5 gì? 500 đồng, đúng không? Cái tờ màu đỏ đỏ đấy các em. Và tờ này giờ chúng ta cũng rất là ít gặp rồi đó, đúng không nào? Do đó là gì? Cô không thể trả được cái số tiền chính xác là 880 đồng được. Bởi vì sao? Mệnh giá tiền Việt của mình giờ thấp nhất là 500 đồng. Đấy, không có cái tiền là 200 đồng. Tức là nếu mà muốn trả này phải có tiền gì? 200 đồng. Hoặc có tiền gì? 100 đồng thì cô mới trả được số tiền chính xác này, đúng không? Đó, do đó cô phải trả cái số này. Được chưa? Rồi, như vậy thì ở đây, trong đo đạc và tính toán thực tiễn, đôi khi chúng ta không sử dụng được các số chính xác. Chẳng hạn như cái 574.880 ở trên, mà chúng ta phải sử dụng những con số sấp xỉ và với cái số chính xác này. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là gọi là làm tròn này các em. Vậy thì mình có một cái ghi nhớ nhé. Ở nhiều tình huống thực tiễn, chúng ta cần tìm một số thực khác sấp xỉ với số thực đã cho. Đấy, tức là chúng ta đây này, phải tìm một cái số nào nó sấp xỉ với cái số mà người ta đã yêu cầu thanh toán đấy này, để thuận tiện hơn trong ghi nhớ hoặc là đo đạc hoặc là gì, tính toán. Số thực tìm được như thế thì được gọi là số làm tròn. Được chưa? Được chưa? Đấy, như vậy này, 575.000 là số làm tròn của 574.880 đồng. Đấy, vậy thì đây được gọi là số làm tròn nhá. Ta có khái niệm số làm tròn rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng vào cái ví dụ 1. Tính diện tích bồn hoa trong bài toán mở đầu. À, như vậy thì đây, thầy đã hướng dẫn chúng ta, đúng không?
lấy pi bằng 3,14, tức là gì? 3,14 này chính là gì? Số pi này kìa. Đấy. Rồi, và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Như vậy người ta đã giải đây. Diện tích sẽ bằng là pi nhân với r. Đúng không? Pi nhân r bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ là 0,8 bình phương nhân cho 3,14. Đúng là. Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ bấm xem nào. 0,8 này. Thì các em cứ bấm là 0,8 bình phương, tức là chúng ta làm 0,8 nhân với 0,8 nhân cho 3,14. Các em bấm cho thầy. Đó, thì nó sẽ được kết quả là 2096. 20096. À đây nó 2 phẩy chứ. Nó sẽ được là 2,00996. Đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cái số mà mình tính. Vậy thì cái diện tích của bồn hoa nó không thể là cái số lẻ như thế này được. Đó, vậy thì người ta lấy cái số. Số gì? Chính xác ở đây là số gì? Số 2 thôi, tôi lấy phần nguyên này. Được chưa? Đấy, vậy thì đây cũng là một cái bài toán như vậy nha. Được chưa nào? Rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ Cùng làm gì? Cùng thực hiện cái bài tập ở đây. Khoảng cách từ sân vận động Old Trafford ở Manchester. Đấy, sân vận động này thì chắc bạn nào không biết, nếu mà chúng ta là fan của đội bóng Manchester United, đúng không nào? Đến tháp đồng hồ Big Ben ở London, Vương quốc Anh là 201 dặm. Đó. Nhớ nha, khoảng cách này là 201 dặm. Vậy thì yêu cầu này, tính khoảng cách đó theo đơn vị km làm tròn đến hàng gì? Đơn vị. Các em biết này, một dặm này. Một dặm người ta cho ở đây bằng bao nhiêu? 1,609344. Như vậy đây bao nhiêu? 201 dặm. Thì chúng ta sẽ tính được khoảng cách là gì nhỉ? Khoảng cách này. Rồi cái phần còn lại các em ghi nhá. Thì mình chỉ cần lấy là gì? Một dặm là 1,609344. Các em nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 201. Được chưa? Đấy, chúng ta nhân lên thôi. Đây. 1,609944. Các em nhân cho 201. Đấy. Thì nó sẽ được là 323,478144. Đúng không? Đây, nó sẽ được là bằng bao nhiêu? 323 bằng nè 323,478 mấy 44. Được chưa? Đúng chưa nào? Đấy, như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ làm sao? 1609, đúng rồi. Như vậy thì ở đây thì chúng mình sẽ phải làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ làm gì? Làm tròn nó thôi. Đấy, như vậy chúng ta không thể lấy được những cái đơn vị là lẻ như thế này, nên là mình sẽ lấy này. Lấy cái độ đây gọi là, đây là gọi là gì? Khoảng này các. Đấy, cái từ đây là gọi là từ khoảng nhá. Được chưa? Vậy thì đây các em sẽ lấy là khoảng bao nhiêu? 323 km. Được chưa? Đấy, các em sẽ lấy cái đơn vị như thế này. Xong chưa các em? Ta bỏ hết luôn phần thập phân đi. Rồi, vậy thì trong thực tế nó lại xuất hiện những cái mà đơn vị nó cần độ chính xác hơn nữa. Đấy, chẳng hạn ta muốn làm tròn đến cái số thập phân là phần 10, hoặc là gì, phần trăm này này, hoặc là phần nghìn này này. Đấy, vậy thì để mà làm tròn được đến cái độ chính xác hơn là phần 10, phần trăm, phần nghìn, hoặc là ta muốn làm tròn đến phần gì, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm này này. Đấy, vậy thì để mà làm tròn được như vậy thì người ta sẽ có những cái nguyên tắc sau đây. Và chúng mình sẽ sang cái phần thứ hai. Đó là làm tròn số với độ chính xác cho trước. Đấy, chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai hay là bài tập số 2 này. Yêu cầu này,
làm tròn số 144 đến hàng chục. Đó. Và trên trục số nằm ngang, tìm khoảng cách giữa điểm biểu diễn số làm tròn và điểm biểu diễn cái số gì? Số ban đầu. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy này. Số 144 đến hàng chục. Hàng chục ở đây là mấy nhỉ? Số nào? Số 4 này đúng không nào? Đó, vậy thì chúng ta sẽ xem người ta, cách người ta làm này nè. Nhận xét này. Khi làm tròn số 144 đến hàng chục thì ta chỉ được là số bao nhiêu? 140. Đó. Làm tròn đến hàng chục này chỉ được 140. Vậy thì ở đâu ra người ta phải dựa vào thằng này nè. Trên trục số nằm ngang, khoảng cách giữa điểm 140 và điểm 144 là 4 đơn vị. Đúng không nào? Đây. 140, 141, 142, 143, 144. Và khoảng cách đó không vượt quá 5. Thì ta nói 144 được làm tròn đến số bao nhiêu? 140. Với độ chính xác là 5 này. Đấy, được chưa? Rồi, vậy thì qua cái cách làm tròn này, chúng ta có một cái ghi nhớ tiếp theo này. A được làm tròn đến số B với độ chính xác D nếu khoảng cách giữa điểm A và điểm B trên trục số là không vượt quá gì? Không vượt quá cái D. Đó. Tức là gì? Khoảng cách từ A đến B này. Đây. Tức là đây là số A này. Đây là số gì? Số B này. Được chưa? Nếu mà cái khoảng cách này không vượt quá cái thằng D này này. Tức là anh này không được vượt quá 5. Đúng không nào? Hiểu chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ số 2 để hiểu rõ hơn. Là làm tròn số 12.350 đến hàng trăm. Này, đơn vị này, chục này, trăm này. Trăm đây số mấy? Số 3. Và người ta hỏi vì sao kết quả làm tròn có độ chính xác là 50. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ giải đây. Khi làm tròn số này đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được là 12.400. Đấy, đây tức là số 3 này. Sẽ làm tròn lên thành 4 này. Được chưa? Và khoảng cách giữa điểm này với điểm này trên trục số là bằng bao nhiêu? 50 này các em. Đấy, vậy thì khoảng cách đó không vượt quá gì? 50. Như vậy số này được làm tròn đến 400 đây là độ chính xác là bao nhiêu? 50. Rồi, và thông qua hai cái ví dụ này thì chúng ta sẽ có một cái bảng như sau. Các em cần ghi nhớ cái bảng này nhá. Làm tròn số đến hàng này, và đây là độ chính xác của nó này. Như vậy đây, đến hàng trăm thì độ chính xác sẽ là 50 này. Hàng chục, độ chính xác là 5 này. Hàng đơn vị, độ chính xác là 0,5. Tức là chúng ta sẽ vẽ lên cái trục số vừa nãy đấy các em. Hàng phần 10 thì độ chính xác là 0,05. Này, thập phân nhá. Phần trăm này là 0,005. Được chưa? Phần trăm thì chúng ta sẽ lấy đến gì? Phần nghìn này. Phần 10 chúng ta lại lấy tới phần gì? Phần trăm này. Hàng đơn vị thì chúng ta sẽ lấy đến gì? Số thập phân đầu tiên này. Đó. Hàng chục chúng ta sẽ lấy ở hàng đơn vị này. Trăm chúng ta lại lấy là gì? Chục. Đấy, chúng ta cứ chú ý là luân chuyển nó lên. Rồi. Và nhớ này, để làm tròn số với độ chính xác cho trước thì ta có thể sử dụng cách nêu ở trong cái bảng này. Được chưa? Đây, trong bảng này nhá. Độ chính xác cho trước thì chúng ta lại làm ở đây. Được chưa? Còn đây là cách làm tròn. Đấy, thì yêu cầu độ chính xác là 50 thì mình sẽ phải dùng cái bảng số 2 này nha các em. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến một cái ví dụ đi để cho nó thông cái phần này. Ví dụ ở đây. Rồi, chúng ta làm cái này trước đã. Sau đó mới giải quyết bài tập này nhá. Làm tròn số này 78,362. Độ chính xác là 0,05. Đây, thầy đang xét ví dụ 3 cậu A nhá. 78,362. Độ chính xác 0,05 này. 0,05. Tức là chúng ta sẽ làm tròn đến phần gì? Phần 10. Tức là làm tròn đến thằng này đúng không nào? Làm tròn đến thằng này thì mình xét thấy này. Số 6 đây này. Đến anh này đúng không? Làm tròn đến anh này đúng không? Là phần 10. Vậy thì chúng ta sẽ xét đằng sau phần 10 đây là phần gì? Phần trăm này. 6 này. Các em thấy nó lớn hơn 5. Nên thằng này sẽ được cộng thêm 1 đúng không? Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm tròn đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 78,4 gì? 400. Hay là 78,4 thôi. Đúng không? Đấy, chúng ta sang bên đây chúng ta xem, chúng ta giải nè.
Đấy. Như vậy đây chúng ta thấy này. Sẽ làm tròn đến hàng phần phần 10 và áp dụng quy tắc làm tròn thì ta sẽ được là 78,4 nhá. Đúng chưa? Thầy làm tròn đúng chưa? Rồi. Đấy, tương tự như vậy thì câu B các em có thể xem người ta giải ở đây. Và chúng mình sẽ cùng giải cái bài tập này. Bài số 2 thì yêu cầu này. Đâu là cái tờ giấy mình đang làm? Thôi sang đây đi nhé. Phần vận dụng 2 thì yêu cầu gì? Làm tròn số 2, 3, 6, 1, 5. Độ chính xác là mấy? Là 5 thôi. Đấy. 2, 3, 6, 1, 5. Độ chính xác là 5. Dựa theo cái bảng đây. Độ chính xác là 5 thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng gì? Hàng chục nè. Được chưa? Câu A này. 23.610.15 với độ chính xác là 5. Độ chính xác là 5. Đấy. Thì mình sẽ làm cái gì đây? 5 đây là hàng gì? Hàng chục nè các em. Dựa vào cái bảng số 2 này nhá. Đấy, vậy thì nhìn vào đây. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy này. Hàng chục. Đơn vị chục. Đấy, đơn vị chục này. Như vậy thì chục đây sẽ là 1 này. Và đằng sau nó chúng ta sẽ phải lấy hàng đơn gì? Đơn vị 5 này. 5 này trên chục số này. Nó bằng hoặc là gì? Bằng hoặc là lớn hơn. Bằng hoặc là lớn hơn 5. Đấy, thì chúng ta sẽ cộng thêm 1. Như vậy thằng này nè. 2, 3, 6, 1, 5. Làm tròn. Độ chính xác. Độ chính xác là mấy? Là 5. Thì ta sẽ được bao nhiêu? Cộng thêm một cái này. 2, 3, 6, 2. Và số 5 này giờ chúng ta cho thành số gì? 0. Được chưa? Đấy, chú ý cái này nhá. Câu A xong rồi, tương tự như vậy câu B. Làm tròn số này với độ chính xác là 50. Đấy, 50 thì chúng ta lại làm tròn đến hàng gì đây? 100. Bây giờ thầy chỉ viết lại thôi. Làm tròn số. Số bao nhiêu? 187.638. 187.638. Độ chính xác. Độ chính xác là 50. Đấy, thì ta sẽ được nè. 50 tức là hàng trăm này. Đơn vị này, chục này, trăm này. Đấy. Thì mình sẽ làm tròn đến thằng này đúng không nào? Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy này, đằng sau cái thằng hàng trăm này này là chục này, số 3 này này. 3 này nó như thế nào so với 5? 3 này nó nhỏ hơn 5. Đúng không? Nên là chúng mình gì? Không cộng mà giữ nguyên. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào đây gì? Hai số 0. 1, 8, 7, 6. Như vậy số 3 nhỏ 5, đây sẽ 0, đây sẽ 0. Đấy, mình đã làm tròn đến hàng gì? Hàng trăm này rồi. Xong chưa? Xong nhá. Rồi, sang phần tiếp theo. Loại sách này thì nó sẽ không hay bằng cái bên gì? Bên cánh diều kia, à bên kết nối đúng không? Bên kết nối người ta ghi rõ hơn, dễ hiểu hơn. Còn đây chúng ta làm là chúng ta phải làm chúng ta mới hiểu. Như vậy qua cái này này thì các em sẽ có này, để làm tròn một số thấp thập phân âm thì ta chỉ cần làm tròn số đối của nó rồi đặt dấu gì? Dấu trừ ở trước kết quả. Đấy, chẳng hạn này. Làm tròn số âm này. Đấy thì mình không quan tâm đến cái số này nhá. Cứ làm tròn cái số dương là số đối của nó, sau đó mình đặt số gì? Dấu trừ đằng trước kết quả. Đấy, cách hiểu là như vậy. Rồi, và cái phần tiếp theo á, thì các em cứ đọc ở đây và chúng ta nắm, chúng ta hiểu. Như vậy ở đây thì qua cái phần làm tròn ấy, thì thầy sẽ tổng lược cho các em này. Một cái là dễ hiểu nhất để không bị băn khoăn này. Đây. Nếu này. Nếu cái số mà chúng ta để tính làm tròn á, nếu số hay là gì? Cái hàng nhá.
hàng làm tròn mà nó lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta sẽ làm sao? Ta cộng thêm 1. Được chưa? Và trường hợp thứ hai này, nếu số hay là cái hàng làm tròn đó, nó nhỏ hơn 5 này thì ta gì? Giữ nguyên. Đấy, các em chỉ cần nhớ như vậy cho thầy thôi. Và đây là cái là bên sách gì? Kết nối đó các em. Đấy, thầy dạy nhiều bộ sách nó cũng có cái hay của nó. Đấy, chúng ta cứ dựa vào cái nguyên tắc này thôi để chúng ta làm tròn. Thế còn ở đây người ta viết là nói chung là tương đối là lan man. Đấy, sách này viết cái bài này nhiều bài rất là hay, nhưng mà riêng bài này thì theo đánh giá cá nhân của thầy á, thì nó sẽ không hay bằng. Đây, người ta ghi đây này. Chỉ chúng ta phải tổng lược rất là nhiều chúng ta mới tìm được ra cái quy luật này. Đây chẳng hạn này. Làm tròn số thập phân vô hạn này. 2,278 này. Đấy thì bằng này. Thì bây giờ mới do chữ số ở hàng phần nghìn là 8 và 8 này lớn hơn 5. Đấy, tức là chúng ta phải làm rất là nhiều chúng ta mới biết được cái quy luật này này. Đấy. Cái số hay cái hàng mình làm tròn nó cứ lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta cộng nó thêm 1. Đấy, còn không thì nhỏ hơn 5 chúng ta giữ gì? Giữ nguyên. Đấy, chúng ta phải làm rất là nhiều những cái ví dụ ở đây và người ta không có kết luận này. Đấy, nhưng mà sách kết nối đó thì người ta kết luận này cho các em nhé. Thầy không thiên vị bất cứ bộ sách nào hết. Nhưng mà đây là cái hay, cái tinh túy thì thầy sẽ là gì? Hướng dẫn cho chúng ta. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Về phần làm tròn xong. Ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần gì? Ước lượng này. Ước lượng. Như vậy thì trong thực tiễn, đôi lúc ta không quá quan tâm đến tính chính xác của kết quả tính toán mà chỉ cần ước lượng kết quả. Đấy, chẳng hạn như là mình cầm cái con cá này lên, hoặc là bạn của mình đố mình cái này bao nhiêu cân, đúng không? Hoặc nó nặng bao nhiêu, hoặc là gì, nhìn cái tướng của bay, hoặc là nhìn tướng của bạn đó, mình ước lượng bạn khoảng bao nhiêu cân, bao nhiêu kg, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dùng tới cái thằng này. Đấy. Vậy thì ước lượng ở đây này là một cái số gần sát với kết quả chính xác thì chúng ta sẽ dùng cái dạng gì? Ước lượng. Được chưa? Đấy, các em nhìn cái phòng học của ai đó, đúng không? Hoặc là nhìn cái phòng của bạn mình học đó, mình ước lượng nó khoảng bao nhiêu mét vuông. Đấy thì đấy gọi là gì? Ước lượng. Ta hiểu chưa? Rồi, như vậy ở đây, để làm cái này thì chúng ta sẽ xem cái ví dụ số 6. Áp dụng quy tắc làm tròn để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau. Đấy, tức là đây chúng ta sẽ là gì? Có một phép tính cộng như thế này và yêu cầu mình là gì? Áp dụng cái thằng làm tròn này này. Đấy, vậy thì ta giải này. Làm tròn số đến hàng phần 10 của mỗi số hạng. Đấy, người ta làm tròn đến phần 10. Tức là đây. Vậy thì 6,29 này thì có phải đây là phần trăm của nó, đây số 9 thì anh này sẽ được cộng 1 không? Thì nó sẽ là 6,3 này. Rồi 3,74 này thì cái phần này phần trăm của thằng này là 4 nhỏ hơn 5, ta giữ nguyên là 3,7 này. Đấy, như vậy thì cộng hai số này thì ta sẽ được bao nhiêu? 10. Đấy, và cái dấu này này gọi là dấu gì? Dấu gì đây? Dấu làm tròn nhá hay là xấp xỉ này. Đấy, cái dấu này này các em, vừa nãy thầy cũng đã dùng đó. Dấu này gọi là làm tròn này, hay là có thể chúng ta đọc nó là xấp xỉ. Được chưa? Đấy, xấp xỉ nhá. Rồi, như vậy thì đây là cái cách để chúng mình gì? Thực hiện. Bây giờ sẽ áp dụng cái quy tắc này để làm tròn ở cái bài số 3 xem. Thì yêu cầu gì đây? Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi cái phép tính sau. Đấy, chúng ta có câu A này. 18,25. Được chưa? Rồi, cộng với 11,998. Tức là chúng mình sẽ áp dụng cái nguyên tắc gì? Làm tròn này. Để chúng mình gì? Tính cái kết quả này, đúng không nào? Đấy. Như vậy thì mình sẽ gì? Đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng này, dựa theo này này. Làm tròn số đến hàng phần gì? Phần 10. Đúng không? Hay là giờ chúng ta làm tròn đến phần gì? Đơn vị đi. Không làm phần 10 nữa. Đúng không? Làm tròn số để ước lượng ở đây, người ta không yêu cầu mình làm tròn đến cái hàng nào. Nhưng mà vậy thì mình phải nhìn ở đây để chúng ta gì?
ước lượng nó, đúng không? Đấy. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng, ta nhìn cái số ở đây này, để chúng ta nhấn này. Như vậy đây 11, đây 18 thì chắc chắn đây khoảng 30 đấy các em. Thì chúng ta sẽ làm tròn đến thằng này nhá. Hàng đơn vị này. Làm tròn số này đến hàng đơn vị. Đó, thì ta sẽ có này 18,25. Thì hàng đơn vị đây chúng ta phải lấy phần gì? Phần 10. Như vậy phần 10 đây là 2 thì đây chúng ta giữ nguyên, nó là gì? 18. Được chưa? Được chưa nào? Rồi. Cái thứ hai này 11,98. Thì làm tròn ở đây đến hàng đơn vị là 1. Thì phần 10 đây là 9. 9 lớn hơn 5. Ta cộng thêm 1. Như vậy thì thằng này sẽ làm tròn đến khoảng bao nhiêu? 12. Được chưa? Đấy, vậy thì cộng hai số đã được làm tròn ta có này. Các em dựa theo ví dụ 6. Cộng hai số đã làm tròn. Đấy, đã làm tròn thì ta sẽ có 18 cộng cho 10, 12 thì bằng bao nhiêu? 20. Được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây mình sẽ làm sao? Đến đây mình sẽ ghi đây là gì? Vậy thì 18,25 cộng với 11,98 sẽ được ước lượng làm tròn là khoảng bao nhiêu? 20. Đấy, cách làm cái bài này vậy nhá. Lập luận chặt chẽ như thế này cho thầy thì không có giáo viên nào mà có thể chê vào đâu được. Được không? Rồi, xong câu A. Sang câu B. 11,91 này, phải 91 này, trừ cho 2,49. Thì cũng giống như vậy, cái thằng này thì mình lại nhìn ở đâu? Mình lại nhìn đâu nhỉ? Lại nhìn ở đây, đây có 11, đây có 2. Như vậy thằng này mình lại làm tròn đến hàng gì đây? Phần gì? Hàng phần 10 này. Đó. Làm áp dụng quy tắc á, làm tròn số đến cái hàng phần gì? Phần 10 nhá. Đấy, đến hàng phần 10 này thì ta sẽ có này 11,91. Đấy thì nó sẽ được làm tròn là bao nhiêu? 11,91 ở đây thì các em thấy này, phần 10 tức là hàng này. Vậy thì sau phần 10 là phần trăm, là số 1 này. Đấy thì thằng 1 đây này, nó nhỏ hơn gì? Hơn 5. Nên là mình vẫn giữ nguyên cái thằng này, đúng không? Đó, nó sẽ là 11,9. Được chưa? Số thứ hai này 2,49. Đấy, vậy thì số này là 2. Đây là mấy? Đây là 9 này. 9 này, ta lại thấy nó lớn hơn 5. Nên thằng này được cộng thêm 1, đúng không nào? Vậy thì đây sẽ là 2,5. Được chưa? Đó, và bây giờ mình sẽ ghi là gì? Cộng hai cái số làm tròn, ta sẽ gì? Ta sẽ có, lấy số làm tròn thôi, 11,9 cộng cho 2,5. Các em cộng vào. À, trừ chứ, đây là dấu trừ mà, đúng không? Đây là trừ nha. Bài toán này là trừ nha. Thì chúng ta phải trừ. Đây là 11,9 này, trừ cho 2,5. Đó, thì mình sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy 9 trừ đi 5 thì bằng mấy? 4 này. 11 trừ 2 bằng mấy? 9, dấu phẩy nè. 9,4, đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta phải kết luận nè. Vậy 11,91 trừ 2,49 sẽ làm tròn là khoảng 9,4. Đấy, chúng ta nhớ phải có cái kết luận này nhé. Rồi, câu C thì yêu cầu gì? Là áp dụng quy tắc đó. 30,09 nè. Nhớ đây là trừ, a nhân nha, nhân với số đối này, hay là âm của 29,87. 29,87. Đó. Thì vừa nãy ở bên kia đúng không? Khi làm tròn số âm thì chúng ta cứ làm tròn số đối của đó, sau đó thêm dấu gì? Dấu trừ đằng trước.
đúng không? Áp dụng nguyên tắc, áp dụng cái nguyên tắc này, làm tròn này. Đó, thì ta sẽ có này. Như vậy thằng này mình lại làm tròn đến hàng nào đây? Đến hàng 29,87 thì thằng này sẽ là 30, thằng này sẽ làm tròn lên sẽ là 30. Như vậy thì thằng này chúng ta lại làm tròn đến hàng đơn vị đi. Làm tròn thì ta có này. Đấy, vậy thì các số này làm tròn đến hàng nào đây? Đến hàng đơn vị nhá. Đấy, chúng ta làm tròn nó đến hàng đơn vị này. 30,09 thì làm tròn đến hàng đơn vị này. Đơn vị này thằng này đúng không? Như vậy thì phần 10 đây là 0, vì cái thằng 0 này nhỏ hơn 5 nên nó vẫn là 30. Chúng ta chỉ lấy 30 thôi. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Âm 29,87. Đấy, vậy thì đây là số âm thì chúng ta cứ làm tròn cái thằng này trước. Đây là số mấy? Số 8 này, 8 lớn hơn 5 nên thằng này được cộng thêm 1. Vậy thì 29 này được làm tròn thành bao nhiêu? Thành bao nhiêu? 30 đúng không? Đó, 30, vậy thì đây có dấu trừ sẽ là âm 3, âm 30. Đó, vậy thì bây giờ mình mới thực hiện là gì? Nhân hai số đã được làm tròn. Nhân hai cái số đã được làm tròn đến gì? Hàng đơn vị đi. Đấy, ghi cho rõ nhá. Đấy, thì ta sẽ có thằng này bao nhiêu? 30. Thằng này nhân với gì? Âm 3, 30. Đây là hai số đối. Hai số đối mà nhân với nhau thì nó vẫn là gì? Kết quả là âm. Đúng không? Cộng với trừ thì bằng 0 thôi. 33 là 9. Như vậy thì mấy số 0? Hai số 0. 9 gì? 900. Đúng không? Đó. Vậy thì đến đây chúng ta kết luận này. Vậy thì 30,09 này nhân cho âm 29,87 sẽ là gì? Xấp xỉ là gì? Âm 9,900. Được chưa các em? Đó, như vậy thì đây là cách mà chúng ta gì? Ước lượng nha. Rồi. Như vậy thì đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành được cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2.